Cái lần đó thì đều có mẹ bên cạnh. Và giải gì anh đúng không? Ví dụ giải thưởng truyền hình HTV, cũng tình cờ thôi, mẹ lên thăm. Rồi xong cái nói mẹ tối nay có chương trình cũng hay lắm, mẹ đi với con. Rồi xong rồi hai mẹ con đi tham dự, rồi xong rồi bất ngờ được gọi tên lên nhận giải thưởng. Thì mẹ cũng mẹ nhìn như không tin gì đó. Bữa nó ngồi tới 10 giờ thấy trao giải thưởng nó thôi đi về Tài ơi, giờ má mệt quá. Con đóng dây ác rồi má còn thấy ghét đi, huống chi người ta chắc không có được giải không thưởng yêu. Đâu à. Cái đây tới chừng hồi 10 giờ cái Bình Minh với cái cô anh Sư gì cái dạ. Giới thiệu trên mời diễn viên người mẫu Đoàn Thanh Tài chứ. Ủa ai giống con à Tài? Rồi cảm xúc con như thế nào con? Mừng hết sức. Mừng. Lúc mà nhận được cái giải thưởng HTV thì rất là hạnh phúc, đã làm được và là chứng minh cho má và cũng như gia đình thấy mình đã cố gắng nỗ lực như thế nào mới được như vậy. Nó lại là thành công ở một cái mình nói kêu bằng nghề tay trái được, ha. Đúng rồi. Còn cái vấn đề mà thành công ở trong cái về kinh doanh thì sao hả Tài? Thì mọi người thấy thời điểm này thôi, nhưng mà trước đó thì em cũng đã từng thất bại và em cũng đã làm cho gia đình buồn, mà đặc biệt là má. Kinh doanh gì anh? Kinh doanh gì hả Tài? Lúc đó thì khi mà nghỉ ngân hàng á, chính thức qua bên nghệ thuật rồi đó, lúc nào em cũng sợ là tại vì sợ bị hỏng chân. Ví dụ nếu một ngày đó thì không mời mình đi quảng cáo, không mời đi phim, thì mình không có tiền để mình sống. Cộng tác với một người bạn mở cửa hàng kinh doanh, thì kinh doanh đồ cưới rồi dạ hội, vest. Nhưng mà một thời gian thì nó hoạt động không hiệu quả. Thì do là lúc đó thì mình ham đi diễn quá, mình không có quản lý được, mà với lại mình cũng không có kinh nghiệm để quản lý, mà không rành về lĩnh vực thời trang nữa. Cho nên là cuối cùng bị thất bại. Cho con hỏi là tiền đó của cô hay là của anh Tài cô? Đúng ra là tiền của cô. Đó lại là của cô nên buồn dữ dội. Rớt nước mắt. Trời ơi ha. Nó nói má thôi má bỏ nhà đi má, lên má dòm ngói quản lý cho con đi đóng phim thôi. Không được, cái nghề của má cũng dứt kinh doanh chứ đâu bỏ được. Rồi đã má nói con từ đầu rồi. Con má không có cho con ra tiệm đồ cưới mà con ra giờ con ráng đi chứ giờ má không có làm được, phải mướn người. Năm nào hả Tài? Dạ lúc đó là 2015. Em kinh doanh từ 2010 tới 2015, 5 năm. Chào chương trình, chào chị Thủy và chào Hot Boy. Trời ơi anh sao á, anh làm như thiệt á, sao em đẹp bằng anh? Sao cái vẻ đẹp của anh nó trường tồn theo năm tháng vậy anh Tài hả? Anh phải cho lớp trẻ nhú lên chứ anh cứ đẹp hoài vậy sao tụi em nhú nổi anh? Em nhú rồi đó, chưa có một danh hài nào mà body 6 múi mà cuồn trời ơi thiệt luôn á, giới thiệu em làm như Lý Đức. Cuồn bình thường thôi. Dạ dạ cô ơi, cô giới thiệu về bản thân mình đi cô. Trương Thị Thắm, quê ở Bến Tre. Công việc hiện tại mình... Cô hồi đó cô cực lắm mà giờ mấy đứa con Tài với mấy anh chị em nó không có cho làm, thôi già lớn tuổi rồi. Dạ. Tại gia không, ngày xưa làm gì cực, cô nghe nói là ngày xưa là vào trong trứng vào ra phải không cô? Có hồi đó nghèo à? Không Cô thấy cái nhà dưới quê dòi bự lắm. Dòi. Ủa dạ? Thấy dòi cũng nhà bự lắm. Cũng làm cực lắm. Làm gì cô lúc đó làm gì? Làm sản xuất kinh doanh dừa á. Trời ơi ta kinh doanh. Còn người ta giám đốc thấy mà đồ vét là thấy nghi rồi. Là giám đốc kinh doanh. Dạ cái xưởng mình là mấy mẫu cô? Mẫu đất hả? Mẫu đất hả? Có một mẫu à? Mẫu trời có một mẫu đất chứ nhiều. Mà sao thì mới sang thêm được 2 mẫu. Sao thì mới sang thêm được 2 mẫu. Trời ơi đúng không? Nhà anh Tài bao nhiêu anh em cô? Trần là 4. Anh Tài thứ mấy cô? Anh Tài Út có thứ 5 mà Út. Khúc mà có bụng có bầu á là có kén gì không cô? Hồi đó thì kén ăn lắm mà có thích đồ ngọt à? Thích đồ ngọt, thích món gì cô? Thích món chè cho nước. Chè cho nước hả? Trời ơi. Cô đồ ăn ít lắm. Dạ, ăn lần 20 viên cô. Ăn ít viên, vài viên vậy hả? Vài viên. Chị sanh một mình hay là sao chị? Đau bụng quá rồi mượn bà chị dâu chỉ đưa vô trạm xá đi bộ đó cũng gần. Rồi lúc mà có bầu anh Tài làm thích trai ăn gái cô? Trời khoái gái. Thích gái không? Ham gái dữ lắm. Cô đã đẻ nó trai chị ơi, cái buồn trong bụng không có nói gì tới đó. Chuyện ra văn phòng cái bắt hổng dòm tới nha, một hồi cái nó nút giặt áo cái thấy thương quá cái thấy vô mặt thấy cưng luôn. Ngày xưa anh Tài quậy phá không cô lúc còn nhỏ cô? Nuôi chim sáo nè, rồi nuôi gà kiển, rồi nuôi bọ, nuôi đồ nó làm tự đóng lòng tự nuôi. Dạ. Rồi dưới Bến Tre là dừa nhiều đúng không cô? Dừa mỗi lần khi leo dừa có nào té không cô? Còn có té tụi nó đọt dừa té xuống cô? Có bị lận. Thấy không? Con nghi mà. Nghi là leo dừa là phải té. Sao cô té lúc đó là sao cô? Té rồi bị gãy cái ngón tay vậy nè, cái vô sao nó băng lại được. Phá hả? Phá trèo phá đó, trèo phá hái dừa đó mà còn nhỏ đâu có cho trèo tới lứa thì kêu người ta lại ta đốm ta thọc chứ đâu có cho trèo mà. Mấy tuổi trời? Bé mấy tuổi cơ? Cỡ đó 6-7 tuổi. Quá 7 tuổi. Dạ 6-7 tuổi. Nó nhỏ thôi, trèo cái ổi đi, mày đặt tà lanh trèo cái dừa té. Mà biết chăn nuôi nè, trồng trọt rồi nè, giỏi hay không? Có tay nuôi, em nuôi bọ nè, nuôi thỏ nè, nuôi vịt, nuôi gà. Dạ. Rồi trong cái thời gian nuôi cái nào sự cố nào không cô? Tới chừng lên thành phố thì đậu đại học rồi á, cái về học thôi con bán hết dẹp nghỉ đi chứ con đi rồi má không có làm nổi, bán bọ mà khóc. Có tay nuôi nuôi được hết. Là nuôi được hết. Nuôi 2 con chim sáo thì mà biết nói không? Nói đây là hàng có chữ ốc cài thì em biết thương lắm. Vì tới có khách nó kêu má ạ, nó kêu rõ ràng á. Má ạ nó kêu vậy á. Tài cưng lắm, đi lên học trên này nè, cái gì ở nhà cái thằng cháu nội có 3 tuổi đi hái ớt cho ăn ngày 2 trái thôi, nó hái ăn nhiều không sao thì con chim chết trống. Cái này nó ngủ nó thấy con chim chết nó về nó tiếng xách lên, ai về vậy chim chết ngồi buồn hiu à. Trời ơi. Bây giờ còn nuôi không Tài? Dạ không chị. Ủa là cho ăn 1.000 trái đúng không anh? Nó cho ăn 1.000 ký hả? Dạ 1.000 trái. Tại vì ngoài vườn có ớt nhiều á, hái vô. Tại vì em thấy con Cưỡng nó thích ăn mà con nó cũng ham ăn lắm. Đưa ớt nhiều là ăn hết. Ăn xong chết luôn? Chết luôn. Nóng ruột có chết. Nóng ruột chết. Từ nhỏ tới lớn bắt cô quánh sát rạc. Mà vụ gì quánh cô? Hồi đó thì có vụ chiếc xe, bị quánh. Chiếc xe là mới mua chiếc xe về, ông ta tập chạy rớt cái Dũng. Hồi đó thì cũng nghèo, mua chiếc xe cúp vậy đó. Không có nghèo đâu. Nói cô nghèo gì? Nói nhà mẫu đất nghèo gì không? Được, đúng mới được. Rồi chạy nè anh rớt Dũng. Chạy rồi anh nó chạy, nó không để nó chạy rớt cái Dũng mai không chết thì giấu rồi về cái tội giấu nữa, rồi về cái bắt túi lên quánh. Có anh trận đó đó. Có đi chơi đêm đi hôm được không cô? Không à nha. Có đợt đi cỡ hát rồi về khuya đó, cái trận đó bị cúi quánh. Cái năm đó là 11 rồi. Coi ca nhạc với huyện Ba Tri á. Mà anh nhớ cái trận đánh đâu đó anh đánh dữ không anh? Đánh dữ à. Đi học là chiều về rồi. Bữa nay đi học tới rồi 1 giờ 12 giờ chưa thấy. Mới nói anh đã thằng thứ ba nó con chở má đi kiếm Tài cho tới giờ nó cũng về má lo quá Tài. Bạn ơi thằng Tinh bằng ê, nó má đừng có lo, nó đi coi ca nhạc có giấy quảng cáo mà. Rồi đi đâu đi về tới vài trăm thước tắt xe dẫn vô rồi cái róc lôi để nằm sẵn lên bắt cối quánh. Ủa mà sao đi không nói mẹ? Tại biết má không cho. Hồi đó là rất là mê chế thanh á. Chế thanh mà mê chế thanh từ đó. Năm lớp 10, tại vì lớp 10 là được xuống Ba Tri học mấy lần là chế thanh về nhưng mà không dám coi tại sự sợ má không cho. Đó, lần đó xong bấm bụng đi đại học thêm xong cái ở lại coi mà ngặt nói là thì thường ngôi sao là hát cuối cho nên là 12 giờ mấy chế thanh mới hát xong. Hát xong là giọt về tới nhà thì 1 giờ. Đâu có dám chạy vô nhà đâu, phải tắt máy trước rồi sau đó nói với má là xe bị hư dắt bộ về. Má đâu có tin, má biết trước rồi. Trời để cây sẵn. Nhưng mà lúc đó là thích ca nhạc, thích văn nghệ hay là thích nghệ thuật vô Tài? Từ nhỏ là em thích chụp hình cho nên á là sau này lớn lên thì coi cái chương trình thời trang á, thấy mà mọi người mặc đồ đẹp quá cho nên em cũng thích là sẽ sau này mình lớn lên mình sẽ làm người mẫu, mình sẽ được mặc đồ đẹp, mình được chụp hình vậy thôi. Học xong 12 á? Học xong 12 ạ. Anh có dự định vô nghệ thuật luôn chưa hay là anh học trường khác? Tại vì lúc đó là gia đình là hướng theo ngân hàng cho nên bắt buộc phải thi ngân hàng cho nên là thi vô ngân hàng đậu rồi sau đó đậu thêm một cái trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng nữa, học 2 trường nhưng mà học 1 năm không theo nổi cho nên cuối cùng mới nghỉ Cao Thắng học ngân hàng. Ra trường tốt nghiệp không? Dạ tốt nghiệp em đi làm luôn. Em làm ngân hàng 4 năm. Ồ như vậy là em có học nghệ thuật không hay là? Dạ không em không hề học nghệ thuật và em chỉ trong quá trình chọn rồi đúng rồi. Trong quá trình em học đại học á thì em có tham gia lớp người mẫu. Lúc đó ai dạy? Của BL. BL ngày xưa đó. BL. Thật ra thì khi mà tham gia người mẫu thì cũng là nhát, rất là run sợ nhưng mà do người mẫu thì diễn lạnh thì mình không có nói chuyện gì nữa, con đỡ có một câu thoại thôi mà cũng thoại lắp ba lắp bắp không có thoại được. Rồi sau này tập từ thì mới quen. Gia đình ủng hộ Tài làm nghệ thuật không hả? Mới đầu không chịu. Gia đình thì quyết tâm là cho nó đi bên ngân hàng. Thì nó đi học rồi làm ngân hàng ai về đâu thì nó lén lén nó nuôi qua bên Phin, nó đi học đi đóng Phin đâu có hai đâu. Cái gì đâu chứ hả? Đối diện tử thần. Còn nhớ của Phin, Phin làm đóng dài thấy thương lắm, hiền mà có hiếu với mẹ. Phim đó phát sóng hay là phim? Dạ phát sóng truyền hình chị. Rồi ở nhà coi mới biết hay là thông báo trước rồi Tài? Cái bữa này là đâu có biết cái đóng bộ phim đó, cái bữa nó về với cũng có bạn bè với có phó đạo diễn về xin cho anh Tài đi, nó không dám nói nữa nên nhờ Tài xin giùm á, xin rồi nó đi phim đó là dẹp ngân hàng đúng không anh? Đúng rồi, buồn dữ lắm. Sao buồn? Cô thấy lên tivi cũng ngon lành đóng toàn dây chính không? Sợ nó lên nó đóng phim là rồi không được ta cười. Không được ta cười sợ không được ta cười. Khi mà ta bước sang lĩnh vực nghệ thuật á thì lúc đó gia đình cũng buồn nhiều Tại vì cái thời điểm đó là cái thời hoàng kim của ngân hàng. Nhưng mà em nghĩ thì gia đình rất là buồn. Thứ nhất là tại vì con mình đã ổn định rồi mà bây giờ nhảy sang lĩnh vực này thì không biết như thế nào. Nhưng mà lúc đó Tài có nói với má, với cha và với gia đình đó, em đã chọn cái con đường này rồi thì em phải có trách nhiệm với nó, và em sẽ cố gắng khẳng định ở cái con đường này. Với cái lời hứa đó thì Tài cố gắng, thay vì người ta lúc đó là 26 tuổi rồi, lúc đó người ta phải đi thì mình phải chạy. Khi mà thấy anh Tài đóng dây chính, cảm xúc cô vui không cô? Bộ phim nào đóng dây ép cô ngủ không được luôn á. Sao mà tại sao ngủ không được? Trời, đủ thứ. Đi chợ rồi mấy người ở chợ rồi bạn bè cũng khen mình ở chỗ mình á, mình ngại không dám đi chợ. Bữa nào đó bộ phim mà chiếu dây ác rồi Đại Vĩnh Long á, với họ coi thường á, rồi bắt đầu sao không dám đi chợ. Trời ơi kỳ vậy, áp lực không? Trời ơi sức hồn nói Tài thôi con đóng giống dây hiền chứ con đừng có đóng dây ác nè, dây ác má không dám đi chợ. Từ lúc mà em tham gia diễn viên á, là nói chung là nhà em là được mọi người rất là quan tâm, cho nên mỗi lần má đi chợ là ai cũng hỏi là Tài nó đóng phim gì hay sao sao, hay là xuất hiện phim gì, rồi là lúc nào cũng đợi má đi chợ. Má nổi tiếng hơn em mà tại em ít về quê cho nên là khi mà mỗi khi em đóng vai ác á là mọi người bàn tán dữ lắm, bàn tán mọi người này thích, người kia không thích, cho nên là ở dưới quê mà bị nói vậy là má không, má rất là ngại. Mà về gia đình có ủng hộ anh theo nghệ thuật không Tài? Thật ra tới bây giờ gia đình cũng không ủng hộ. Bà không ủng hộ luôn. Bây giờ tham gia Tài cũng có được một số vai diễn cũng nhất định, nhưng mà khi mà có một cái chuyện gì đó không vui á, má lại nói là phải chi mà con đi theo ngân hàng á. Thì bây giờ đã ổn định hơn, bây giờ cũng không bị những cái điều tiếng như vậy. Nhưng mà từ đó giờ chắc phốt thì chắc anh Tài cũng nhẹ nhẹ thôi đúng không? Thì nói chung là cũng sương sương. Rồi những khi mà bị như vậy rồi cảm xúc cô như thế nào cô? Ví dụ mẹ con là bà bị hoang mang đó, mẹ con toàn là phốt lớn không? Cái cảm xúc lúc đó là sao cô? Trên này chứ dưới không có nghe gì hết. Không nghe gì hết, ở trên này thôi. Tức là thấy không? Nó nhẹ đến nỗi một cái khu vực thôi. Còn con bị là cả nước biết. Ghê thiệt. Nhưng mà Tài cũng có những cái thành công, cũng có những cái giải thưởng, rồi về chia sẻ với gia đình thì gia đình sao ạ? Cái lần đó thì đều có mẹ bên cạnh. Và giải gì anh đúng không? Ví dụ giải thưởng truyền hình HTV, cũng tình cờ thôi, mẹ lên thăm rồi xong cái nói mẹ tối nay có chương trình cũng hay lắm, mẹ đi với con. Rồi xong rồi hai mẹ con đi tham dự, rồi xong rồi bất ngờ được gọi tên lên nhận giải thưởng. Thì mẹ cũng mẹ nhìn như không tin gì đó. Bữa nó ngồi tới 10 giờ thấy trao giải thưởng nó thôi đi về Tài ơi, giờ má mệt quá. Con đóng dây ác rồi má còn thấy ghét đi, huống chi người ta chắc không có được giải thưởng đâu. Cái này với tới chừng hồi 10 giờ cái Bình Minh với cái cô anh Sư gì cái giới thiệu trên mời diễn viên người mẫu Đoàn Thanh Tài chứ. Ủa ai giống con Tài cái có cảm xúc cô như thế nào con? Mừng hết sức. Mừng. Lúc mà nhận được cái giải thưởng HTV thì rất là hạnh phúc, đã làm được và là chứng minh cho má và cũng như gia đình thấy mình đã cố gắng nỗ lực như thế nào mới được như vậy. Nó lại là thành công ở một cái mình nói kêu bằng nghề tay trái ha. Còn cái vấn đề mà thành công ở trong cái về kinh doanh thì sao hả Tài? Thì mọi người thấy thời điểm này thôi, nhưng mà trước đó thì em cũng đã từng thất bại và em cũng đã làm cho gia đình buồn, mà đặc biệt là má. Kinh doanh gì anh? Kinh doanh gì hả Tài? Lúc đó thì khi mà nghỉ ngân hàng á, chính thức qua bên nghệ thuật rồi đó, lúc nào em cũng sợ là tại vì sợ bị hỏng chân. Ví dụ nếu một ngày đó thì không mời mình đi quảng cáo, không mời đi phim thì mình không có tiền để mình sống. Cộng tác với một người bạn mở cửa hàng kinh doanh, thì kinh doanh đồ cưới rồi dạ hội, vest. Nhưng mà một thời gian thì nó hoạt động không hiệu quả. Thì do là lúc đó thì mình ham đi diễn quá, mình không có quản lý được, mà với lại mình cũng không có kinh nghiệm để quản lý, mà không rành về lĩnh vực thời trang nữa. Cho nên là cuối cùng bị thất bại. Cho con hỏi là tiền đó của cô hay là của anh Tài cô? Đúng là tiền của cô. Đó lại là của cô nên buồn dữ dội, rớt nước mắt. Trời ơi, nó nói má thôi má bỏ nhà đi, má lên má dòm ngói quản lý cho con đi đóng phim thôi. Không được, cái nghề của má cũng dứt kinh doanh chứ đâu bỏ được. Rồi đã má nói con từ đầu rồi, con má không có cho con ra tiệm đồ cưới mà con ra giờ con ráng đi chứ giờ má không có làm được, phải mướn người. Năm nào hả Tài? Dạ lúc đó là 2015. Em kinh doanh từ 2010 tới 2015, 5 năm. Thấy vậy rồi cũng không có rầy con, nó thấy thương. Bữa đó chở đồ về dọn dẹp cái đồ cưới rồi tôi khóc quá trời, tôi thương con mà. Trời nó buồn dữ lắm. Buồn dữ lắm hả cô? Chưa từng thấy. Ngủ không được hả cô? Ngủ không được, có đủ thứ rầu, buồn rầu, ốm luôn á. Ốm luôn. Mà thương con, mấy anh chị nó an ủi, nó má đừng có buồn, em nó mận thất bại, nó kinh nghiệm rồi sau này nó mận thành chứ không gì má đừng có rầu. Nhưng mình cũng vậy mà chị, mình cũng là thất bại rồi mình thành công rồi mình cũng bao nhiêu trận thăng trầm. Thành ra là tuổi trẻ này nó đừng có lo quá, coi vậy chứ mà nó đủ sức nó vượt qua được hết. Thật sự thì cũng phải cảm ơn những cái khoảng thời gian đó để cho mình nhiều kinh nghiệm, rồi mình có nhiều bài học để sau này khi mà mở về lĩnh vực ăn uống á, thì Tài cũng rất là thận trọng và cũng thăm dò kỹ và mình đã có kinh nghiệm rồi, cho nên là cũng thành công. Và sau đó thì Tài xây dựng thành chuỗi. Ủa đó là chuỗi gì anh? Ẩm thực QB 88. Rồi bắt đầu có ép lấy vợ không? Thấy từng giờ còn cũng chưa có ổn định nghề nghiệp rồi thôi khoan cái vợ. Mà bây giờ cô có muốn anh lấy vợ chưa? Trời ơi, giờ ổn định quá rồi. Có thì cũng muốn rồi đó, thôi nói giờ con 2 năm trở đây con phải cưới vợ. 2 năm. Nói rồi giờ quyết định chứ không có nói bây giờ. Không nói giờ thấy nghề nghiệp cũng tạm ổn rồi, cưới vợ được rồi. Chịu không? 2 năm rồi đủ không? Mà được có cái có hiếu ngàn hả, nó thấy cô nào được thì nó cũng dẫn về thì hả, má thích thì con tiến hành tới, má không thích thôi. Thì chị nói thì nó dẫn về mấy lần rồi? Có mấy lần á. Mấy lần rồi đó, mấy lần rồi đó, mà cũng mới quen không, 5-6 lần. 5-6 lần rồi. Mà mẹ cưng quá ha. Em mệt rồi Tài ơi. Rồi cái nhà mà bự ở dưới là mới xây hả cô? Tôi thằng Tài á, Tài nó làm á, nó thiết kế nó đi ở ra ngoài Phan Thiết gì, nó lấy cái kiểu ngoại với tao bên Mỹ lấy nửa cái này nhà này nửa bên kia thì nó thiết kế nhà vậy nó khác. Trời ơi, tôi lấy một cái nửa cái là ở bên Mỹ, nửa cái đâu cô? Ở ngoài gì ở gì Phan Thiết. Dạ. Ngộ ha, tại ở Mỹ mà ghép Phan Thiết hả? Lấy kiểu là ghép được. Còn thầu xây trái ý rồi là về phải phá là phá, nói về là sợ rồi nó đập phá nữa thì vậy á. Nó làm cho được vậy đó, cho vừa ý chứ hạ nghịch ý một chút là không được. Cái nhà tâm quyết của anh hay sao? Nhà đó tâm quyết của Tài. Nói chung là ước cái nguyện từ nhỏ là lớn lên cố gắng làm để xây cho ba má và gia đình cái nhà. Tại vì thấy ba má cực lắm. Hồi xưa nói gì nói chứ ba má là khi mà ở riêng á là hầu như là 2 bàn tay trắng. Ngày nào làm cũng tới là 1-2 giờ sáng mới ngủ. Rồi sáng là 5 giờ dậy con ngủ 3 tiếng mà từ hồi lúc mà Tài biết, Tài nhận thức được tới lúc mà Tài lên Sài Gòn học là ba má vẫn còn cực như vậy đó. Cho nên là nói với trong lòng là sẽ cố gắng làm xây cho ba má một cái nhà, một cái biệt thự mà như 5 sao vậy đó, đạt chuẩn 5 sao để cho má hưởng thụ tuổi già. Và cuối cùng thì năm rồi đã hoàn thành được. Mẹ buồn nhất là khi mà Tài thất bại về vấn đề là kinh doanh, nhưng mà rồi là cũng Tài luôn là cho ba mẹ cái sự hạnh phúc nhất là cái nguyện ước của Tài là xây được cho ba mẹ chính một cái nhà mà của mình, từ tay mình, từ cái công sức của mình làm ra. Rồi cô nào cô lo sức khỏe anh Tài không? Ông đi sớm về khuya hoài. Là bữa cái cô giúp việc đó, cũng nay cô báo thằng Tài nữa, nó làm quá trời, 2-3 giờ khuya nó mới về ngủ con chút, rồi nó ăn cái xịu con chút cơm mà cái sợ bệnh chạy lên thì nói con ơi con làm ít ở nhà mình cũng không đến đổi đâu, con đừng có làm quá sức rồi bệnh. Trời ơi, nhà đến đổi tại vì đam mê chứ không phải mà làm kiếm tiền đâu, tao cũng ghiền nữa. Dạ chứ cũng đi suốt vậy đó, đi vậy. Giờ đến hiện tại bây giờ cô ủng hộ anh chưa, cô ủng hộ anh theo chưa? Ủng hộ rồi, ủng hộ cũng 2-3 năm nay ủng hộ rồi. Mà vẫn còn lo. Làm quá sợ nó bệnh. Thấy nó ốm rồi thì hả, thấy nó ốm rồi đâu. Ông eo quá chứ không ốm gì. Có nào đi làm mình bệnh mình sốt mình phải giấu mẹ? Nói chung là hầu như là về sức khỏe là giấu mẹ nhiều nhất. Giấu mẹ nhiều nhất. Có trận là bị nặng không anh? Có mấy lần bị sốt nằm ở nhà thôi. Rồi cũng giấu, không cho. Nói rồi cô giúp việc không cho má hai, Tài chủ động gọi về cho má nhiều hơn. Cho nên thấy mà 1-2 ngày mà thấy không gọi là má gọi lên, mà gọi cô giúp việc hỏi là Tài làm gì không gọi điện về. Nhiều lúc cô giúp việc tiết lộ là đang bị bệnh sốt này nọ đó thì má rất là lo. Bà diện quá trời của đất. Quá trời, tâu bà cũng dễ sợ thiệt. Tại vì 32 đầu lương mà đúng không? 32 đầu lương. Tại vì người giúp việc á là giống như là lính biệt phái của má vậy đó. Tại vì á là ở dưới đưa lên, từ bánh te đưa lên mà. Bây giờ má ở dưới là giống như là trung tâm giới thiệu việc làm vậy đó. Ví dụ như là anh hai bên quận 6 á, là kinh doanh mấy chục người và má cũng tuyển hết. Rồi nhà hàng của Tài 4 cái nhà hàng là cần mấy trăm người thì má cũng đưa từ dưới quê đưa lên hết. Đó, tuyển ở dưới đưa lên để giúp việc 5-7 người thì má cũng đưa lên. Đó là tay trong điều khiển từ xa đó. Cho nên là không điều khiển từ xa đó, cái thông tin gì là má nắm hết. Trùm mắt, trùm cuối đó. Trời. Sẵn có chương trình Con Tôi Vô Số Tội, nếu mà có những điều gì mà anh Tài chưa có nói với mẹ Thì sẵn về chương trình này, anh có điều gì muốn nói với mẹ anh không anh Tài? Trong chương trình này thì con cũng xin lỗi má, có những lúc mà con hay cãi lời là đã làm cho má buồn. Cảm ơn thật nhiều tất cả những gì mà tình thương má đã dành cho con. Và lúc nào má cũng lo lắng cho con từ cá nhân nhất con. Trời ơi thương mẹ. Không biết đi trời ơi. Thương con xỉu luôn. Thương con không có chấp cái gì hết trơn, không có chấp số gì đó này rồi thôi. Chấp số gì đó. Dạ má ơi, sẵn đây có gì má muốn nói đứa con út cưng của má không má? Thì cũng rất là thương nó, có cãi mấy chuyện đó thôi chứ ngoài nữa không có gì hết. Hồi nào vậy nó cũng không có làm gì cho mình buồn. Cãi chuyện lấy vợ giờ 2 năm nữa anh hứa gì trong vòng 2 năm anh làm được không vậy? 2 năm thụ để lấy vợ rồi sinh con đồ. Đấy, thì cũng lớn tuổi rồi để có con có tương lai rồi chứ. Mới giỡn chỉ có 7 lần thôi. 7 lần thôi. Chưa đủ chục 12. Chục 12. Chờ 5 lần nữa. Thôi cái đó duyên phận thôi chứ bây giờ có 2 năm sau hứa. Đúng không? Dạ, ngày hôm nay con cảm ơn cô, như là cảm ơn anh Tài đã tham gia chương trình Con Tôi Vô Số Tội.